Mai tuấn rất vui để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS mời quý khán giả theo dõi phần tin châu á tân ngoại trưởng hoa kỳ ông blinken cho biết là hoa kỳ luôn sát cánh với các quốc gia đông nam á để chống lại áp lực từ trung quốc hoa kỳ bác bỏ các yêu sách chủ quyền của trung quốc ở biển đông trái với luật quốc tế và sẽ sát cánh với các quốc gia đông nam á chống lại áp lực của bắc kinh trên đây là tuyên bố của tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken hôm tuần vừa qua 27 tháng 1 trong cuộc điện đàm với uh, Ngoại trưởng Phi Lật Tân là Theody Loxin theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Theo hãng tin IFP thì thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ là Cuộc điện đàm nói trên giữa ngoại trưởng Blinken và Fullerton còn nhấn mạnh, chiếu theo hiệp ước phòng thủ chung của Hoa Kỳ Fullerton, Mỹ sẽ bảo vệ Fullerton trong trường hợp lực lượng vũ trang cũng như tàu thuyền hay là phi cơ của nước này bị tấn công ở vùng Thái Bình Dương, kể cả ở vùng biển Đông. Ông Blinken khẳng định như trên sau khi ngoại trưởng Locksin của Philippines hôm 27 tháng 1 thông báo là chính phủ Manila đã ra công hàm phản đối việc Trung Quốc vừa thông qua một luật mới cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào các tàu ngoại quốc. Đối với Philippines, thể luật này là một mối đe dọa chiến tranh. Hoa Kỳ đã nhiều lần tố cáo Bắc Kinh lợi dụng lục quốc tế chú tâm đến việc phòng chống đại dịch COVID-19 để gia tăng kiểm soát Biển Đông và đã điều một cụm hàng không mẫu hạm cũng như nhiều chiến hạm khác đến vùng Biển Đông trong khuôn khổ các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải. Trong khi đó, thì theo thông báo của Tòa Bài Cốc, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản là ông Suga hôm tuần vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại Cam kết vững chắc của Hoa Kỳ là bảo vệ đồng minh Nhật Bản kể cả quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông. Tân tổng thống Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh sự yểm trợ chiến lược của Mỹ cho Nhật Bản sẽ bao gồm một lực lượng răn đe mở rộng và sự yểm trợ này được áp dụng cho cả quần đảo Senkaku. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là Trung Quốc lại lên tiếng cảnh báo Đài Loan là nếu độc lập thì có nghĩa là đồng nghĩa với chiến tranh. Trung Quốc vừa đưa ra những lời lẽ rất cứng rắn hơn đối với Đài Loan hôm tuần vừa qua 28 tháng 1 và cảnh báo rằng độc lập đồng nghĩa với chiến tranh, đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang hành động để đáp trả sự khiêu kích và sự can thiệp của nước ngoài. Những lời lẽ nêu trên được đưa ra sau khi Trung Quốc mới đây tăng cường các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo hàng tháng về các hoạt động mới của lực lượng không quân Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Trung Quốc là Ngô Khiêm nói Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Và các hoạt động quân sự do Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc thực hiện ở eo biển Đài Loan là những hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển này và để bảo vệ chủ quyền cũng như an ninh của Trung Quốc. Ông nói thêm, những hoạt động đó là một phản ứng nghiêm nghị đối với sự can thiệp từ bên ngoài và sự khiêu khích của các lực lượng Đài Loan độc lập. Liên quan đến đại dịch Covid-19, các gia đình nạn nhân của Covid-19 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc muốn được gặp các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là Tổ chức WHO. Hôm 28 tháng 1 vừa qua, Đàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tới điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 đã hết thời hạn cách ly 2 tuần bắt buộc, có thể bắt đầu làm việc tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi ổ dịch được cho là đầu tiên bùng phát cách đây 1 năm hiện vẫn chưa rõ lịch trình, địa điểm và công việc của các chuyên gia quốc tế như thế nào. Nhiều người thân của các nạn nhân muốn được tiếp xúc với nhóm công tác nhưng không có gì bảo đảm chính quyền sẽ cho họ, tức là cho cái phép thưa quý vị. Các chuyên gia của tổ chức thế giới không phải là các bác sĩ tâm lý nhưng những gia đình nạn nhân ở Vũ Hán vẫn muốn gặp họ, cho họ những câu chuyện kể cho họ những vấn đề và những nỗi đau khổ của mình về những gì họ đã chứng kiến từ khi đại dịch bắt đầu ở thành phố. Những người đi săn tìm virus này gồm các nhà virus học, các nhà dịch tế học và các chuyên gia về y tế cộng đồng được tổ chức của Liên Hiệp Quốc cử đến thành phố Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Giờ đây có nhiệm vụ lần lần để tìm ra những dấu vết đầu tiên của virus SARS-CoV-2 đã giết chết hơn 2 triệu người trên toàn thế giới hiện nay và sau 14 ngày cách ly y tế bắt buộc đối với họ khi tới Trung Quốc và sẽ nhiều lần bị trì hoãn thật khó có thể để biết được chương trình công tác của các chuyên gia như trên hiện tại thì việc gặp gỡ các gia đình nạn nhân dường như không được dự chủ và không biết chính quyền có cho phép hay không và bản tin còn nói thêm là thân nhân của những người chết vì Covid-19 ở thành phố Vũ Hán đã từng bị bịt miệng và sẽ còn bị bịt miệng. Cách đây một năm thì cư dân Vũ Hán nhận tin nhắn trên điện thoại di động vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương loan báo lệnh phong tỏa vì Covid-19. Và qua đêm thì mọi sinh hoạt tại Vũ Hán, một trung tâm công nghệ và giao thông của Trung Quốc hầu như hoàn toàn bị tê liệt. Cuộc phong tỏa kéo dài suốt 76 ngày và đây là lần đầu tiên trên thế giới một thành phố bị phong tỏa để kiềm chế dịch COVID-19. Và nay hơn một năm sau, nhìn từ bên ngoài thì sinh hoạt tại thành phố có 11 triệu dân. Phần lớn đã trở lại coi như là bình thường trong khi cả thế giới vẫn còn đang rất chật vật chống chọi với những hình thức biến dạng mới của virus đã lây lan và tiếp tục hoành hành trên toàn cầu. Theo thống kê chính thức thì thành phố Vũ Hán đã ghi nhận có khoảng 4.600 ca tử vong và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc. Lệnh phong tỏa theo truyền thống hay nói một cách khác, lệnh phong tỏa theo truyền thông và chính quyền địa phương là một thành công lớn vì cho tới nay không có vụ bộc phát mới nào đáng kể từ khi lệnh phong tỏa được hủy bỏ vào ngày 8 tháng 4 năm vừa qua. Và tính tới ngày 26 tháng 1 vừa qua thì virus COVID-19 đã hoành hành trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách các nước bị tác động nặng nề nhất. Trong đó có Hoa Kỳ, có Ấn Độ, có Brazil, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Đánh dấu một năm thành phố Vũ Hán bị phong tỏa trong 76 ngày. Một bộ phim có tên là Days and Nights in Wunan Tức là Những ngày đêm Mùa đại dịch Ở thành phố Vũ Hán Đã ca tụng thành tích chống Covid của Trung Quốc Được công bố Chiếu tại 350 buổi chiếu phim Ở 70 thành phố khắp nơi Trên nước Trung Quốc Nhưng đằng sau những lời tuyên truyền vẫn còn rất nhiều nghi vấn và nguồn gốc con virus đã dẫn tới trận dịch thế kỷ và nhất là cách đáp ứng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Thưa quý khán ý giả, bản tin và bình luận còn dài, chúng tôi chỉ xin tóm tắt rằng cho tới nay Trung Quốc dường như vẫn còn đang rất chặt chẽ và những người dân của thành phố Vũ Hán đã bị bịt miệng và sẽ còn bịt miệng. Phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là Tổ chức WHO, không biết có sẽ tìm ra được những gì không bởi vì sau một năm rồi Trung Quốc vẫn giấu và giấu thật kỹ và cái bản tin về Hoa Kỳ cho thấy là chính quyền của ông Joe Biden muốn điều tra thật cặn kẽ nhưng chưa chắc và không biết có thật hay không chưa chắc mời quý vị trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại để nghe thêm một số tin về Việt Nam với những tin như sau thưa quý vị quan chức việt nam đã chúc mừng tân ngoại trưởng hoa kỳ thủ tướng của việt nam ông nguyễn xuân phúc yêu cầu mua ngay vaccine giữa nguy cơ bùng phát dịch